Xin chào anh em, hôm nay A Đấu xin giới thiệu với anh em một trong hai lồng bẫy mèo, bẫy chuột, bẫy chồn, bẫy sóc, bẫy nhím, hay nói rút ngắn lại một câu là lồng bẫy đa năng. Hàng bẫy này có hai kích thước cho anh em lựa chọn, đó chính là lồng 30x50, đây là lồng lớn nhất như anh em đang xem trên màn hình đây, và tiếp theo là lồng 24x40. Lồng này bé hơn, có thể bắt chuột nhà được, rất gọn nhẹ. Còn nâu lồng này thì chúng ta mang đi bẫy ở rừng rồi, chuyên môn bẫy ở các loại như là nhím này, sóc này, thỏ này, chồn này, chuột rừng này, rúi này, vân vân. Nói chung là bẫy được rất nhiều thứ, rồi chim nữa nha, quên mất, không có chim thì không được bẫy vào đây nữa. Cách thức bẫy như thế nào thì nó đơn giản lắm anh em nha. Đấy, thiết kế của nó là cùng một cái đĩa nhôm bên trong. Cái đĩa nhôm bên trong là có nhiệm vụ là để mồi, để thức ăn mồi gỗ vào trong đây. Khi dẫn dụ được con vật vào thì nó sẽ đi qua đảo tới đảo lui, rồi nó trèo lên cái tôn này, nó sập xuống. Còn phía đằng trước cửa hôm này là chúng ta sẽ có một cái thanh sắt, đây chính là cái thanh sắt này. Thanh sắt này là có nhiệm vụ là chốt lại khi sập bẫy lại, để cho tránh những con thú, con chim, con chuột, con sóc, con nhím, con chồn gì đấy vân vân, không bị mất được. Lồng này nó có nhiệm vụ là lồng tránh mất mồi luôn. Đấy, rất là tiện cho anh em. Ở trên cái này, trên cái thanh này, xin giới thiệu anh em đây là cái cựa gà. Cái cựa gà này là có nhiệm vụ là để giữ kết nối với cái khung này, khung thanh ngang này của cái miếng tôn này. Khi con vật nó ăn hoặc nó đi lại trên cái miếng tôn này, nó sập xuống thì cái lẫy này nó sẽ bật xuống, thì nó sẽ tạo cái cửa của cái lồng bẫy này đóng lại. Thì sau đây A Đấu sẽ làm cho anh em xem. Đầu tiên là chúng ta kéo cái lồng này, kéo cái thanh lên, chúng mình mở cái này ra nha. Đó. Mở ra. Đó. Anh em thấy không? Mở ra. Đấy. Chúng ta vòng qua cái thanh cái đinh chốt chặn này, cái cựa gà này qua bên này. Đó. Chúng ta quay qua đây. Các bạn nhớ chú ý là những cái thanh cựa gà này nó có cái nhiệm vụ là giữ lại cái chốt này, để cho tránh cái trường hợp là ví dụ như là chuột rước nó qua đây là nó sẽ không bị bất thình lình. Đấy, anh em thấy không? Đây nha, đấy. Nói về cơ bản thì khi cái chịu một tác động một cái lực nhỏ trèo lên cái miếng tôn này thì nó sẽ tự bung. Đấy, ví dụ A Đấu sẽ cho anh em xem thấy đây. Đây chúng ta lém cái một cái vật đây nhẹ nhẹ thôi nha, lém nhẹ vào nó sẽ tự bật. Cho anh xem hình dung này. Đây mình đã ném mạnh đấy, nhưng mà ở trong quá trình mà con mồi nó ăn nữa thì nó sẽ đi từ từ, nó đi nhẹ nhẹ, nó sẽ bước qua những cái tấm nhôm này rồi nó đi tới đi lui đấy thì nó mới bật được. Trong quá trình là một lồng bẫy này chúng ta chỉ cần bẫy được một con thú thôi là đã thấy sướng rồi, chứ không cần bẫy nhiều quý vị ạ. Đấy, chúng ta làm 5 cái lồng bẫy này đi chẳng hạn, thế mà kiếm được 3 con thú thôi là thấy rất là sướng rồi, mà đảm bảo là bẫy lồng này là bẫy chắc chắn là sẽ được. Chủ yếu là mục đích là anh em làm mồi bẫy có ngon hay không thôi. Ví dụ như bẫy thú rừng thì chúng ta lên bẫy một số cái loại trái cây nha. Còn chuột đồng, chuột nhà thì chúng ta bẫy thóc, bẫy thóc với cả bẫy cá khô là được rồi, vân vân. Nói chung là bẫy nhím mấy giấc thì chúng ta dùng măng củ quả, rau củ quả, hoặc là chồn, hoặc là bẫy rúi cho măng tươi hoặc là củ quả là ok rồi. Đấy, có hai kích thước cho anh em lựa chọn nha, anh em muốn chọn cái lồng nào thì chọn. Ship hàng toàn quốc anh em nhớ nha, ship hàng toàn quốc, chất lượng thì hàng này là đảm bảo nhất rồi. Tránh trường hợp bơm hàng nha anh em nha, tại vì hàng này là hàng đóng nó rất là cồng kềnh nên là nó phí rất là cao, nên chính vì thế mà anh em đã đặt hàng là xác định đặt hàng là phải suy nghĩ thật kỹ đặt là lấy. Xin cảm ơn anh em nha.